thì em cũng nghĩ là em đi em quen cái chỗ đấy rồi thì em làm quen anh ấy thôi, em bắt chuyện trước thì em cũng chào. Nhưng mà ông á, hồi đấy anh nó không có đi thẳng như bây giờ, hồi đấy là anh ấy đi đi lên khom hơn bây giờ nhiều. Dạ, xong cái em chào, nhưng mà ông bơ em luôn, ông á không thèm chào lại, ông coi như là không nghe luôn, ông đi ngang luôn. Vậy hả? Sao vậy, sao em lại bơ vậy? Chắc là vết bữa đó quên mang kiến hay sao, đúng không? Dạ không không nghe thấy rồi. Không nghe thấy thôi phải không, chứ mới là chảnh đúng không? Dạ. Lúc đó là em có người yêu chưa? Lúc đó là em cũng chưa có người yêu, nhưng mà vào trung tâm xong rồi có một anh cũng quan tâm em nhiều hơn. Cái lúc mà ông kia ông có bắt đầu tấn công em thì cái ông này ông ấy trên ngang, ông ấy đi vô. Đi vô đời em. Tại vì là chị tại chị muốn hỏi là tại vì thực sự á, như em như vậy nè. Cái chuyện mà có con á là một sự liều lĩnh đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì rất là cái xác suất mà mệt cả mẹ cả con rất là nguy hiểm đúng không? Ngay cả cái lúc cưới là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở phải bị bầu bạn với nhau thôi. Rồi, xin mời em. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Đông, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm kinh doanh online ở nhà. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thúc Vinh, công việc của em là lập trình viên ạ. Em có một công ty nhỏ làm về website và phần mềm. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Cái này để em nói cho ạ. Hồi xưa là em có học nghề ở ngoài Hà Nội, xong cái em học nghề thì em có học trước anh á. Anh em vào sau thì em cũng nghĩ là em đi em quen cái chỗ đấy rồi thì em làm quen anh ấy thôi, em bắt chuyện trước thì em cũng chào. Nhưng mà ông á, hồi đấy anh nó không có đi thẳng như bây giờ, hồi đấy là anh ấy đi lưng khòm hơn bây giờ nhiều. Vậy xong cái em chào, nhưng mà ông có bơ em luôn, ông á không thèm chào lại, ông coi như là không nghe luôn thì ông đi ngang luôn. Vậy hả? Dạ. Sao vậy, sao em lại bơ vậy? Chắc là vinh bữa đó quên mang kiến hay sao, đúng không? Dạ không nghe thấy rồi. Không nghe thấy thôi phải không? Chứ không phải là chảnh đúng không? Đến khi nào thì mới bắt đầu ấn tượng về nhau? Em ấn tượng với anh là anh đã học sau em, nhưng mà như kiểu mà trước khi anh ấy vào học là anh học ở ngoài rồi, nên là cái gì anh cũng biết. Hỏi cái gì anh cũng biết ấy, giống như là quán bách khoa toàn thư vậy á. Hỏi cái gì cũng biết, rồi anh đã tiếp cận nữa. Lúc đó là em có người yêu chưa? Lúc đó là em cũng chưa có người yêu, nhưng mà vào trung tâm xong rồi có một anh cũng quan tâm em nhiều hơn. Cái lúc mà ông kia ông có bắt đầu tấn công em thì cái ông này ông ấy trên ngang, ông ấy đi vô. Đi vô đời em. vô bằng cách nào? Cái hôm đấy là có một buổi chiều là hai anh em đẩy nhau ra cái nhà thờ gần cái chỗ học. Là anh kia đẩy em? Dạ không, anh này anh đẩy. Dạ đúng rồi. Xong rồi ông ngồi ông mới nói là tương lai nó ABC nó như thế nào. Bây giờ mà em quên anh á thì anh đi lại được, rồi anh phụ em thì cái này cái kia. Còn bây giờ nếu như mà em quên người kia thì người ta cũng giống em, cũng ngồi xe lăn như thế này thì người ta ai lo cho em, không đỡ đần được cho mình nhiều đó. Ông có nói vậy sao? Tức là ông phân tích cho em hiểu. Trời ơi, gặp nguyên cái cuốn bách khoa phân tích nữa. Nói chuyện nguyên cả một buổi chiều đến tối đến khuya mới về mà. Bữa đó là em nói là em dốc hết tâm can em ra em nói luôn hả Vinh? Nhưng mà là thật sự là em đã có mến cô này chưa? Dạ thật sự thì cũng có mến thôi. Dạ nhưng mà khi mà em quyết định em suy nghĩ rất là kỹ. Em làm mọi việc nó đều có kế hoạch, là kể cả việc lấy vợ nó cũng có một cái kế hoạch. Đúng rồi. Thì mình sẽ chủ động mình tìm hiểu về cô ấy, nhưng mà em không có công khai như mọi người khác. Xong cái hôm đấy là anh ấy có đi chơi với lại một người bạn của anh nữa. Xong rồi anh ấy đi chơi rồi anh ấy có mua quà vì cho em. Xong em lên thì em thấy em lấy cái gối ra thì em thấy có một bộ quần áo, bộ đồ bộ mình mặc ở nhà anh chị. Xong cái em cảm ơn. Xong đến tối hôm đó thì anh ấy có tặng em thêm bài hát nữa qua radio hay sao á. Vậy là lúc đấy là bắt đầu tình cảm từ cái đoạn đấy. Nhưng mà sau cái thời gian học đó thì là ai về nhà nấy, tức là ai về quê nấy hay như thế nào? Dạ đúng rồi, sau cái thời gian học thì em về quê. Quê em ở đâu? Quê em ở Nghệ An. Dạ. Nghệ An, là em về Nghệ An. Dạ đúng còn rồi. Chồng em dạ, ở đâu? Em ở Gia Lai. Là hai đứa yêu xa trong, tức là phải lúc phải xa nhau đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, với cả cái lúc mà anh đang học ở ngoài Hà Nội thì anh cũng có theo học một cái khóa đào tạo lập trình trên online nữa. Nên là đến cái thời điểm đấy là anh phải đi thi. Thì anh vào trong Sài Gòn anh thi. Nhưng mà vào thi xong này anh ấy gặp được một cái đoàn làm từ thiện để phẫu thuật lưng. Thì anh ấy muốn phẫu thuật lưng nữa thì anh ấy xin đoàn. Vậy là anh ấy làm phẫu thuật lưng ở trong Sài Gòn luôn. Là lúc đấy đến khoảng tầm một năm sau anh gặp em. Nhưng mà Vinh ơi, em có thể chia sẻ cho anh biết là cái phẫu thuật lưng, cái bệnh của em đó là bệnh gì? Dạ theo chuẩn đoán thì cái bệnh của em là vẹo cột sống. Hồi nhỏ thì mình ngồi học sai tư thế nhiều quá. Rồi nó gập xuống, nó càng ngày nó càng gập xuống, đi sát đất luôn. Cái dịp đó thì em vô tình là em cũng biết về online, nên là em search thông tin trên internet á. Thì em được biết có một cái phái đoàn người Hàn Quốc, Mỹ họ hợp tác, xong họ qua Việt Nam để chuyển giao công nghệ. Thế là họ tài trợ cho mình toàn bộ cái chi phí đó khoảng hơn 300 triệu á. Và nó cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 95%. 95 chứ hồi đó là đi mặt sắt đất luôn mà. Rồi cái lần đầu tiên em đi ra Nghệ An em gặp gia đình Đông thì là cái phản ứng của gia đình như thế nào?
Dạ, gia đình thì cũng bình thường. Có thương em không? Dạ, cũng thương. Nhưng mà sau em mới xin phép nhà là để em dẫn Đông vô Sài Gòn lập nghiệp. Thì lúc đó bố mẹ cũng lo sợ nên cũng không cho đi. Rồi. Em có nói với bố mẹ vợ là nếu mà bây giờ bố mẹ thương con thì có thể bảo bọc suốt đời ở trong bốn bức tường trong nhà thôi. Còn nếu mà một lần cho một lần bước ra khỏi nhà thì nó sẽ thay đổi. Nhưng mà Đông là do em là bẩm sinh hay là em bị một cơn sốt? Theo mẹ nói thì lúc mà sinh ra thì em cũng bình thường, nhưng mà em chậm đi hơn người ta nhiều. Đến tầm 4 năm tuổi thì lúc đấy em mới bắt đầu chập chững biết đi. Tại vì trong cái cơ thể nó yếu sắn rồi, nên là không có tập luyện nữa. Thế cả lúc đấy mẹ bầu nữa nên là không có ai tập luyện, mình cũng nhỏ mình cũng không biết. Vậy là mình ngồi miết rồi xong cái nó yếu này không tập nữa là thành giờ nó như thế này luôn. Coi như cuối cùng là em cũng thuyết phục được ba mẹ cho Đông đi theo mình vào trong Sài Gòn. Dạ. Đúng không? Ở lúc đó tình trạng của em là như thế nào? Em ở nhà thuê hay là ở sao? Dạ lúc đó thì thực ra em liều lắm, trong em chưa có gì hết á. Em có gì luôn. Dạ em chưa có gì hết, nhưng mà em giống như em có niềm tin là em sẽ làm được á, nên em liều là em nói xạo với bố mẹ vợ là con đã có đầy đủ hết rồi. Trời ơi. Con dặn đi. Thì lúc đó em vẫn làm công nhân, tối thì em đi học đại học từ xa. Thời điểm đó em mới vào làm thì lương nó khoảng 4 triệu, chưa tới 4 triệu. Thì em làm một thời gian thì họ tăng lương lên rồi. Vợ đón vợ vô thì vợ cũng đi làm nên có thu nhập thì nó bắt đầu ổn định dần. Bao giờ thì làm đám cưới? Đến năm 2017 thì bọn em bắt đầu làm đám cưới. Không, có nghĩa là cái khoảng thời gian tụi em ở trọ chung sống với nhau đó. Dạ. Đến dạ. Khi cưới là bao nhiêu năm? Chắc phải tầm năm 2013 là em vào Sài Gòn. Là 4 năm. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, tụi em đã có con chưa? Dạ có, em có một bé gái hơn 20 tháng tuổi rồi chị. 20 tháng? Dạ. Tại vì là chị muốn hỏi là tại vì thực sự á, như em như vậy nè. Dạ. Cái chuyện mà có con á là một sự liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì rất là cái xác suất mà mệt cả mẹ cả con rất là nguy hiểm đúng không? Dạ. Với cả cái lúc cưới ấy là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở phải bầu bạn với nhau thôi. Cả hai gia đình hai bên cũng xác định là vậy luôn. Anh ấy cưới xong rồi anh mới bảo là em ơi để cho anh đứa con. Ông có nói vậy xong cái em thì lúc đấy nửa đồng ý mà nửa không đồng ý. Xong cái ông ngày nào ông cũng nói hết. Với cả em nghĩ giờ ông ấy già rồi mà ông ấy chưa có con nên là thì tội. Nên là em liều. Nhưng mà khi mà biết có thai rồi á, mà em đi khám thì bác sĩ có cái kế hoạch gì để mà hỗ trợ cho em? Khoảng tầm 3-4 tháng đầu thì bọn em vẫn đi khám theo lịch trình của bác sĩ. Và cuối cùng là em bé khỏe mạnh. Dạ đúng dạ. Rồi em bé khỏe mạnh. Vậy đó hả? Chúc mừng em. Là như vậy là bây giờ em bé được 2 tuổi. Dạ. Gần 2 tuổi. Rồi bây giờ coi như là ở với nhau là 2 năm là chính thức là vợ chồng đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi ở chung nhà rồi có tật xấu gì lòi ra không? Chắc là em xem chương trình này nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Em biết tới phần này đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh ấy mê điện thoại lắm anh. Đồng ý là nghề của anh là nghề về lập trình, điện thoại máy tính là những cái thiết bị cần thiết. Nhưng mà anh 24/24 cái điện thoại và cái máy tính là anh ôm chặt cứng trong người. Đến lúc mà ví dụ những cái điện thoại em hết pin, anh ấy đang sạc pin ở bên ngoài đấy, cái điện thoại em đang để trên giường đấy là anh cầm anh ấy đi vô nhà vệ sinh là anh cũng ngồi đóng cả tiếng đồng hồ luôn. Em tốc cửa để lấy cái điện thoại ra mà anh kêu giờ đi vệ sinh cũng không yên nữa để ông ấy la vậy đấy chị. Nhưng mà chị hỏi là công việc nhà vậy là ai sẽ là người làm nhiều hơn? Công việc nhà thì anh sẽ làm nhiều hơn. Anh làm nhiều hơn đúng không? Em có phụ giúp gì được cho anh trong cái công thì việc nhà em không? Em có nấu cơm nước cho anh á. Nhưng mà cơm nước mấy bữa nay kinh doanh đang rất là được nên là em bỏ bê việc nấu cơm luôn chị. Là anh cấp tiệm không đúng không? gọi cơm hộp về ăn. Rồi tiếp tục tật xấu đi, còn nữa không? Anh ấy bừa lắm, anh ấy đi ra ngoài về xong cái là quần áo là anh ấy giật trên giường luôn. Xong cái anh nằm là anh đạp cái quần áo ấy nhìn rất xuống cái giường luôn chứ không là bừa bộn đó. Dạ đúng rồi, anh bừa lắm. Rồi anh ấy ít quan tâm đến gia đình lắm. Bạn bè thì ví dụ như ai cần cái gì thì anh ấy sẵn sàng, anh ấy giúp. Rồi bạn bè rủ anh đi cà phê hay là đi chơi ở đâu thì anh chỉ cần ối anh một tiếng là anh ấy phi xe đến liền. Yêu thương bạn. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Có một cái tật nữa chị, anh ấy có ngoại tình tư tưởng nữa. Sao em biết? Đâu em nói thủ thì thấy. Em cứ nhắn của ông á. Còn mình có bồ cũ thì nhắn tin hỏi là anh ấy làm gì, anh ấy khỏe không, để anh có nhớ em không. Thì anh ấy nhắn lại là anh có nhớ. Em ngửi thấy cái mùi thính ở trong á. Thì em bảo là anh ngoại tình tư tưởng đúng không mà ông ấy chối. Ông kêu là không có mà trong tin nhắn em đọc là có. Vậy ai nhắn cái tin đó? Thì người ta nhắn thì mình trả lời thôi. Sẵn đây em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Em mong ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, bớt công việc lại. Tại vì anh thức tới 1-2 giờ sáng thì em cũng phải thức theo anh luôn. Tại vì em không yên tâm để cho anh ngồi làm việc vậy. Em giục anh đi ngủ thì anh mới đi ngủ.
phải biết giữ sức khỏe, tại vì cân đối với thời gian yêu sắm rồi. Rồi giờ tới em đó, Vinh, cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì thật ra vợ em không có gì xấu hết. Chị hay nói nhiều, hay càm ràm rồi. Và cái em ghét nhất là đem công việc vào trong gia đình, trong phòng ngủ á. Thì cái đó nó cũng là cái bất tiện, bởi vì công ty với cái nhà nó chung ở luôn. Nên mà cứ công việc trong công ty thì đem vô trong phòng ngủ luôn. Nên nó rất là mệt, nó áp lực nữa. Vợ em thì bán online mà lại hay mua đồ online. mua 5 lần mà xài không được 5 lần luôn, vẫn cứ mua. Không thể là mua cái gì? Mua quần áo anh. Mình 5-6 kg đây, mua một lần người ta giao xong không mặc vừa thì mua cái bự hơn. Mua lần thứ hai cũng y chang nữa, không giao mặc được luôn. Nhưng mà chị ơi, em có trừ hao rồi mà, tại sao không vừa, nó vẫn không vừa chị. Mà đổi lại được không? Dạ không, không có đổi được anh. Dạ. Rồi thì nhân đây thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hạn chế đem công việc vô trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực á. Cái hai nữa là nếu mà mua online thì chắc là phải suy nghĩ kỹ kỹ càng, đắn đo kỹ càng rồi hãy mua, đúng không? Chỉ có hai điều đó thôi. Dạ. Chị cũng mong là tụi em sẽ mong là ổn định được cái cuộc sống. Dạ. Có những cái tích lũy. Còn về phía Vinh á, em lắng nghe cái chia sẻ của vợ là quan tâm đến gia đình. Thực ra là gia đình ở đây chỉ có hai vợ chồng thôi, mà vợ em né, vợ em không nói cái chữ mà quan tâm đến vợ. Thực ra là cái chữ đó mới là chữ đúng nhất. Dạ. Là quan tâm đến vợ nhiều hơn một chút. Anh thì xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng khỏe mạnh và công việc thì luôn luôn thuận lợi nghe. Dạ. Phát triển ha. Và đặc biệt là mau sớm thoát khỏi cái cảnh nhà thuê, mua một căn nhà lớn nhỏ không cần quan trọng, mà miếng đó là căn nhà của hai vợ chồng mình nha. Dạ. Chồng nâng niu vợ dữ vậy trời. Anh xin mời cô vợ giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh. Năm nay em 34 tuổi. Lúc trước em có đi làm mà giờ em lui về ở làm nội trợ nuôi em bé. Làm nội trợ và nuôi em bé. Đó, tức là cái đó là cao cả. Còn bạn? Dạ, em tên là Xuân Huy, năm nay 36 tuổi. Em về làm về điều hành tour tuyến. Ồ, vậy là em đi thường xuyên hả? Dạ, em đi thường xuyên, tuần nào cũng đi. Hoặc có thể là tuần đi nguyên tuần. Sắp tới chắc liên hệ bạn đi chuyến quá. Dạ, em sẵn sàng. Hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 11 năm về trước thì em đi học bằng lái xe và vô tình gặp vợ em. Nhưng mà cổ đặc biệt lắm, vô là nhìn là nhớ liền. Lúc đó tóc mà uống thì giống như cọng miệng liền vậy đó. Che cái bảng em hoài, không thấy. Che bảng. Xuống xuống luôn. Có gì như cái bảng của người ta. Như làm em bực quá. Cũng để ý lúc từ lúc đó xong rồi cái không biết cổ có để ý mình không. Lúc đó cũng đẹp trai lắm. Thật tin ghê. Cái anh này hả, lúc đó anh không có đẹp trai như là anh nói không? Trời, lúc đó gọi là, lúc đó anh gọi người mặc lỗ á. Ảnh mặc ảnh mụn quá trời mụn vậy á. Xong rồi trời nóng rồi là nóng vậy, anh khoác cho người có viên giày được giày. Rồi mặc mình riêng, mình ăn giày. Em nói anh này khùng chắc luôn á, thiệt. Chẳng ấn tượng hết. Tụi em gặp nhau 11 năm rồi, yêu nhau 11 năm luôn. Gặp 11 năm, ừ. Yêu nhau 9 năm. Nghĩa là 2 năm theo đuổi. Dạ không. Tụi em quen 9 năm rồi, 9 năm tụi em cưới được 3 năm. Mà gặp nhau là 11. Dạ. Tìm hiểu quá trời lâu hả? Ủa, bao lâu thì có con? Dạ thì cưới là sanh liền, bé được 17 tháng. Rồi, em về nhà rồi thì phát hiện ông này có gì xấu không? Dạ. Xấu gì, giờ người ta hiểu nhau hết, yêu nhau tới dạ 9 năm đâu. Rồi, hả? Quen 9 năm vậy không có biết được tật xấu. Trời ơi, che hay quá vậy. Dạ. Cứ về lập tức biết liền luôn. Lập tự nhiên biết nó lòi ra. Dạ. Xấu gì? Như nó lòi ra, tật xấu gì mà lòi ra. Dạ, nói là trong đêm tân hôn lòi tật xấu luôn. Dạ không. Như 9 năm thì ảnh không bao giờ thích uống rượu. Không bao giờ thích nhậu. Nhưng mà khi mà cưới về là ảnh rất là ham nhậu. Nhậu đến nỗi mà vợ bệnh con đau hay là bất cứ cái nhà cháy gì ảnh cũng không bao giờ mà rời khỏi cái bàn nhậu. Trừ khi mà no say rồi sẽ tự ảnh đi về. Hết mình trên bàn nhậu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi tại em cũng làm cái nghề tiếp xúc nhiều khách hàng đồ thì cũng tất cả các thành mọi thành phần nhiều. Đó, nên thêm phải... cái tầng 6 là hay biện hộ. Nên phải dạ, phải tiếp. Đúng. Mà tin đó, phải... chị tin đó là đang biện hộ. Rồi đang biện hộ. Thêm cái tật hay nói xạo vợ nữa chứ. À nhiều khi á nói xạo nói dối cho qua chuyện. Có một lần mà tụi em muốn ly dị luôn. Lúc đó là con nó đau nó sốt 3 ngày liền luôn. Mà em mới điện thôi lúc đó em ở dưới quê kêu thôi đi về với phụ em. Anh kêu tôi hả quan trọng lắm, anh không thể nào bỏ được. Đấy, anh đã hứa rồi là phải nhất định phải đi. Cái em cũng cho đi. Rồi cuối cùng cũng lộ ra là đâu phải đi tour cho công ty đâu mà đi về quê của sếp chơi á. Cái đó mình nói mình không đi cũng được, được nhưng mà ảnh gì đâu dạ được. Vậy mà ảnh cũng nhất quyết ảnh nói xạo với em là để ảnh đi được cái tour đó thôi. Mình không biên hộ nha. Anh nghĩ bé dưới 1 tuổi thì chuyện sốt là chuyện thường xuyên, nhưng mà câu hứa mình đã hứa rồi, hứa rất nhiều người. Hôm bữa đó là đi về, mình về quê mình tặng căn nhà tình thương rồi với lại phát quà, phát học bổng những em nghèo hiếu học rồi đó. Thì bữa đó là em cũng lên đại diện công ty phát biểu rồi, công ty rồi không thể nào bỏ được, nên mình cũng gán mình phải nói dối này nói dối kia cho nó qua. Xong rồi vợ phát hiện thì mình về mình năn nỉ sao, dù sao cũng là người trong gia đình.
Vậy sao không nói thật ngay từ đầu mà cứ nói xạo nè, tour quan trọng rồi nè, sếp đi hết, công ty đi hết, không ai để đi cái tour đó nên bắt buộc anh phải đi. Rồi đã vậy hả, đi du lịch này kia đi về á là không bao giờ mà mua quà cho vợ, từ 11 đến nay chưa bao giờ anh mua quà cho em hết á. Rồi có một lần á gọi đi Tây Ninh cái gọi điện cho vợ kêu vợ bánh tráng không kêu thì anh mua thì em về em ăn, về mua nguyên một bịch bánh tráng bự lắm, đem về cả muối này kia đem về, cái em tưởng mua về cho em, cái em lấy ra ăn, nó sáng mai gom muối gom bánh tráng gom hết luôn, không còn một bịch nào, đem hết lên cho nó. Cái này là anh lỡ hứa rồi, anh cũng lỡ hứa rồi, anh lỡ hứa mua quà cho đem lên trên đó rồi, cho nên giờ gom hết. Nói chung là thì thay vì mình mua hai bịch nhưng cho vợ ở nhà cũng một bịch cũng được, gom hết, gom sạch sẽ. Nói chung là một cả muối cái em nó mở ra muối cũng đem hết mà rồi. Thường bánh tráng ăn bánh tráng mà với muối thì chỉ có đồng nghiệp nữ thôi chứ nam đâu. Dạ ăn. Đúng mấy cô cái quán cô ý ôi cứ năn nỉ mua đi ba vậy mà sống hết mình gì cái to tính mình yếu đuối nữa. Thấy thương quá. Ngoài đưa bánh tráng rồi còn đưa gì nữa không? Còn như về tâm sự ở khi mà không có vợ ở nhà nữa. Gì? Tâm qua sự nhà dạ? qua nhà đồng nghiệp nữ tâm sự. Dạ không, tâm sự trên Facebook á. Xưa giờ em tin tưởng lắm, em không bao giờ mà kiểm tra cái đó. Tự hôm đó anh quên tắt máy thì em nhìn vô em thấy nói chuyện trên đó thì em mới nói đó, cái kêu có gì đâu, anh đâu có gì đâu, chỉ là bình thường á. Vậy mà lần sau em mở tin nhắn ra thì xóa sạch sẽ luôn, không còn một tin cũ, tin mới, không còn gì. Em hỏi ủa tin nhắn sao xóa hết, anh kêu chứ máy tính dữ liệu đầy quá cho nên á hả ảnh xóa hết. Mà em hỏi chứ máy tính làm sao mà dữ liệu nào mà đầy quá độ mà nghẹt của máy tính luôn á. Vậy lần sau phải nói hết. Là nó bị virus. Dạ. Em nói đây là lần thứ hai em nói, em không có muốn nói nữa, chấm dứt liền. Vậy mà lần thứ ba em mở ra em vẫn thấy, mà em thấy còn hả nhắn tin còn ghê gớm hơn, như còn thân mật hơn rồi hả, nói chung hả những cái mức độ cấp độ hồi xưa còn một thì giờ nó tăng lên gấp tới mấy chục lần nữa. Em nói thôi bây giờ nghỉ làm, không nghỉ làm thì ly dị. Tại nhà em là ba anh em trai không, nói chung là mấy bạn nữ rồi á, mình thiệt tình là mình coi như anh em trong nhà chứ mình không suy nghĩ gì, mình quan tâm cũng là ý là người anh đối với, tại mình cũng là lớn hơn những người bạn đó. Nhưng mà em thương người, nhưng mà em phải thương vợ em trước, có nghĩa là em phải thương vợ em nhiều hơn là thương người. Dạ đúng. Dạ, em lúc nào cũng vậy. Tại sao không cho ta bánh tráng mà gom hết đi cho nó đạt đi, mua 10 bịch phải để chừng 3 bịch ở nhà cho vợ, đem 7 bịch thôi gom hết luôn, cả muối gom đi luôn. Không chắc sợ vợ ăn nhiều quá đau bụng. Dạ, em thấy nó không được ngon. Chưa. Ở bây giờ nè, vợ em ngoài cái ghen em ra còn có thật xấu gì nữa không? Em không biết nữa nhưng mà sớm em biết. Sớm em biết là sao? À chắc đánh chồng hả? Dạ không. Thường em đi về đi nhậu về trễ là bả treo em dây, lên dây điện kéo vòng vòng sớm. Ủa là sao treo dây điện kéo vòng vòng sớm? Là sao em còn chưa hiểu. Ý là ví dụ mỗi lần em đi nhậu xỉn về hay gì á là ví dụ cái chuyện đó chuyện gia đình thì mình đem gia đình mình xử chứ không phải là mình chụp hình chồng mình lên nhậu xỉn bê bét nằm lê lết như ngoài ở trước cửa lề đường xong chụp hình đưa lên mạng đồ tung tùm lum mình gửi bạn bè vậy nhìn không có được. Dạ, phải giữ thể diện cho chồng chút đó, em chỉ sợ vậy thôi. Thì em đưa lên Facebook thôi, tại ảnh kêu là ảnh nhậu về, ảnh anh hùng lắm, ảnh ham nhậu đâu bây giờ xỉn, ai cũng phải xỉn hết trước hết rồi ảnh là tỉnh đi về tới nhà. Lần đó em mở cửa ra thì em thấy ảnh nằm ngoài cửa ngủ á, cái lấy máy chụp hình em chụp, em đăng lên Facebook cảnh báo đây là những người mà chui vô chai rượu ngồi đây nè là tan nát cửa nhà cũng là vì nó nè, đây là cái bản cảnh báo giống như là tránh xa dòng điện cao thế vậy đó. Trời ơi. Dạ. Chị hỏi thiệt dạ. Em nè, lúc mà em nhìn chồng em mà nhậu xỉn xong cái bèo bọt vậy em chán không? Em không thấy chán nhưng mà em chỉ thấy cảm thấy là trong người mình bực bội lắm lắm luôn á, mà khó chịu mà tức lắm, lúc chỉ muốn lôi đầu dậy cho tỉnh dậy luôn á, nhậu xỉn cỡ nào cũng phải đứng lên chứ, đứng lên mà vô tại sao mà cứ ngồi đứng tại chỗ sao nổi mà đứng. Dạ đời xin lắm. Dạ thì nếu mà không đứng nổi á thì hai ba chiều mà đòi ông đứng sao đứng nổi. Trời ơi, thằng cái 10 giờ tới 2-3 giờ chiều làm đâu có nhiêu đâu. Thì em nói là phải dạ em nói chung là em lo nhiều, như anh đi làm mút cái nhà bè lận mà xỉn cỡ đó thì tại sao từ bên nhà bè mà về quận 3 nó rất là xa. Có nghĩa là trong đầu em, trong lòng em chưa có chữ chán ở đó đúng không? Dạ. Mà là thương và lo. Dạ. Đúng không? Em thấy cái điều đó là cái điểm rất là may mắn đó. Chứ chị nói dạ, thiệt. Nhìn những ông đàn ông mà lúc mà nhậu, trời ơi, chị nhìn thì nó thiệt với em muốn ói luôn á. Gặp chị là chị quải lắm luôn á, chứ không có cái chuyện mà như vợ em á, mà chị có thương và lo thôi. Đó, tại sao chị xoáy vô chị hỏi vậy đó? Ở ngoài ra thì vợ em bình thường thì ở gia đình, ở trong nhà thì như thế nào? Ngoài dạ. Ngoài những cái tật xấu đó ra thì còn gì nữa không? Em không biết cái này nói là thật xấu hay là mình khen hay mình chơi, nhưng mà cái tính quá kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng? Kỹ mà kỹ quá. Em đi về, người con trai mình hơi bừa bộn chút xíu, rồi mình mang dép mình để ra thì cái chân mình hơi dơ chút xíu, vô quẹt hơi chấm đen giống như nó đi dơ chút xíu thì mình quẹt thôi. Là bà lấy bà ra, bà lấy cái dẻ bà chùi sạch bóng cái nhà nó, mà nhà là phải bóng trắng sáng vậy đó. Em lỡ em chải đầu hay gì mà rớt con cọng tóc xuống là phải đi lại lụm cho sạch. Rồi có chùi em luôn không? Có chùi cái chân em luôn không? Bắt vô là phòng tắm tắm liền. Có lúc em tắm luôn á, tại ảnh tắm dơ lắm, cục xà bông á, ảnh sợ lắm, ảnh sợ cục xà bông bị hư á, ảnh cứ lấy anh chậm chậm vậy nè
xong rồi xích lên người vậy nè, quẹt quẹt giống như sợi cục xà bông ở đâu á. Mà xài mấy tháng trời thôi chưa hết cục xà bông nữa. Nhiều khi em lôi ra em kỳ cho trội giống như là con trai em vậy á. Kỳ kỳ hết người mà cầm cái nửa cục xà bông cũng chưa hết bọt, kỳ không có bọt luôn, nghẹt cống luôn phải không? Dạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn ảnh là cái gì cũng cứ nói thật với em, tại vì cái niềm tin nó rất là quan trọng. Với lại ảnh nhậu á thì cũng phải biết vừa đủ thôi, rồi hả cái gì cũng vậy, đừng thích thể hiện, quan tâm quá đáng. Với bạn nữ á, cái nào mình phải rõ ràng, cái nào hạn chế. Ủa em, tại sao em lại có cái nhu cầu mà có nhiều em gái vậy? Dạ thì nói thiệt là lại có ba em cũng đang nhà em con trai nhiều. Em cứ khoái là có một người em gái, bạn giống như là một là con gái, hai là em gái hoặc là con gái. Bây giờ em đang có con trai. Con trai. Tại sao em vợ em thua em 2 tuổi, tại sao em không cứ thí dụ vợ em là con gái em đi, hoặc là em gái của em đi. Thì lúc trước rồi nhưng mà thành vợ rồi. Tức là em cái nuôi xong rồi giờ thành vợ. Rồi lấy, rồi giờ thành vợ, rồi mấy nhỏ em gái kia rồi nuôi chừng nào lấy nó. Còn hỏi ác ghê không? Thì phải hỏi chứ. Bây giờ quy trình của ổng là vậy mà. Chưa biết là suy nghĩ. Trời ơi, khóc quá. Thôi stop, dừng lại. Đó. Nuôi một người. Không ai cấm em cái chuyện mà đồng nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác bên ngoài. Nhưng em phải nhớ rằng á, khi em vui vẻ thì bạn bè rất là nhiều. Nhưng khi em có chuyện gì bên cạnh em chỉ có vợ em, cha mẹ em và con em, nếu như mà sau này nó lớn. Em cứ nhớ điều đó và em phải dành cái cuộc đời của em, cái sức khỏe của em cho những người thân yêu của em nhiều nhất. Rồi sau đó mới là những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp. Còn em á, cái việc mà em lo cho chồng em như vậy là không phải là sai. Nhưng một lúc nào đó em phải để cho chồng em ở thế chủ động. Cái bản tính của đàn ông là như vậy. Họ thích che chở, họ thích bảo bọc. Bây giờ tước cái quyền nó đi rồi, họ sẽ tìm cái che chở bảo bọc ở một nơi khác. Tại sao cứ đi thể hiện bên ngoài? Là tại vì ở nhà không còn cơ hội đi thể hiện nữa. Cái gì em cũng lo toan hết rồi. Em phải tạo cho chồng em một cái trách nhiệm. Anh phải là người trụ cột, anh phải là người quan tâm lo lắng cho cái mái ấm này. Được không? Dạ được. Xin cảm ơn hai bạn. Rồi, xin mời. Ngồi đi cưng. Chào hai em. Rồi, giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hoàng Anh Văn. Năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là bên ở chị điện. Còn em? Dạ em tên là Võ Ngọc Châu. Năm nay em 27 tuổi. Em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này ăn cua luôn. Dạ đúng. Đúng rồi. Cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27. 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạ. Như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Mà em ngồi bằng đầu. Cái là em nhanh tay lắm. Em giật điện thoại, cái em nháo qua điện thoại, qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô. Từ từ. Cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết hả? Dạ. Vậy thì lúc đó em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi, với lại nhớ ơi cô ơi, cô chấm điểm dễ dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em và là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi mùi rồi đó. Mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. Lúc đó em mới chia tay người yêu cũ, rất là buồn. Tức là bạn có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta, em phải hát cái giờ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới nó sủa ầm ầm ầm. Cái em sợ quá. Nói cái chi tiết mà con chó sủa. Em sợ quá. Em chạy năm. Cái tao tưởng ăn trộm, cái em chạy về phòng, em kêu bạn em, mày đi ngủ, tắt đèn, khóa cửa, đi ngủ. Bạn em biết gì hết rồi đó. Rồi dưới tao la quá trời. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ không sao lắm chị. Xa lắm ạ. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. Có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, nghe quá. Em có nhớ là em hát cái gì không? Ca khúc gì vậy? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Thế là em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? Năm số tháng nghĩ chị.
Còn khúc cây cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi chứ vợ em nói bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới theo anh về anh chơi. Trời ơi, em cũng gan em cũng chơi luôn, em thổi 100 cái bong bóng. Hôm đó giờ em nghĩ lại mình đúng mình ngu thiệt. Thổi xong hôm đó cái miệng nó không nói được luôn, cái đê luôn á. Vợ em cũng hí hửng cầm bong bóng bắt em chạy vòng 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 ngoài đường đó, xong mới chịu đi về anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn rồi lo sợ nhiều thứ lắm, nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát, cái tự động cái hát cái làm em cảm động. Rồi tiếp theo cái em không chịu quen, cái làm nũng nó bây giờ cô không quen em để em nghỉ học thăm vậy đó. Thăm dữ, cô hốt hồn cô quen luôn. Cái hôm đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao rồi xưng hô sao, cô ơi yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được hả. Hôm đó nó yêu xong em cô giáo lơ lơ ly, em chết thời cơ em kíp một cái, xong cô giáo quay lại một cái bớt mặt em, năm ngón tay mặt nó giờ em cũng không nhớ vậy đó hả. Trời ơi, mà lúc đó là đang ở đâu? Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó là đã là chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích à, là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ nhưng mà trong lúc yêu nhau á thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời giấu dữ lắm, giấu ghê lắm. Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim lòi lòi ra? Dạ khi nào thì hát kịp cưới. Hay vậy giấu cái gì hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm, cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ cưới. Nhưng mà còn chuyện này hỏi nè, rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? Dạ có chứ. Nhưng mà giữ gìn nhau chắc cũng có điều tận một cái vui quá. Biết ngay là sẽ học đúng không? Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đêm tân hôn mà hai vợ chồng hả cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi cãi nhau quá trời luôn, giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay ảnh giận, ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi rồi á, giảm như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi thì không có được quan tâm, bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm, em nói trời ơi cho cưới chồng gì không quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không mà. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không, bỏ mặt vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trò làm chứ. Tức lắm cho em. Không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ suốt tuần luôn ạ. Suốt tuần trăng mật luôn. Một tuần luôn. Một tuần thành công luôn. Không. Một tuần nó phải gợi là một tuần dập mật. Dạ. Dập mật anh. Toàn tập luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Em phát hiện ở cái cầu học trò này bây giờ là ông xã mình đó là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn, hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn nữa. Nóng tính lên á, xưng hô không có tốt với vợ. Là mình sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bực lên thì không kiềm chế được thì xưng mày tao là gì đó. Em mày tao chí tớ vậy như nít vậy đó. Dạ, em rất là giận, em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ, nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Tại nhỏ hơn em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn không? Dạ không, dạ không. Em không biết còn không, không sợ. Không, sợ không em bà vợ nữa. Sợ còn nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được. Tại có một lần hứa với em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa. Đó là từ cưới với nhau giờ là 2 lần á. 2 lần. Nghĩa là hứa với em 2 lần là không thực hiện. Dạ hứa 1 lần. Không, bây giờ mới 1 lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đều? Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chị muốn nói được câu này ơi. Mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại. Bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy? Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên. Thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng, em kỹ lắm. Về em nói hoài không được, em tức quá. Em nói một câu vậy em cãi một câu, điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Cãi. Chỉ có vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xưng bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà em hứa. nhìn bà xã. Sau này sẽ anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói đến từ đó nữa. Có gì nếu mà có chuyện xảy ra anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại.
Bà vợ, vợ nói một câu cho chồng mắc được đi. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi, bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn. Như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi, em dắt xe ra ngoài, bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại cái bóp để lại, toàn bộ giấy tờ xe, tiền bạc để em bóp hết. Mà hên lắm á, xăng em đổ trước. Cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn đúng 50 ngàn. Đến nhà cái bóp mình anh tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng là không mất bóp, giận là tại sao bà vợ mình có hay quên vậy. Và lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. Thế còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì á là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á, là chồng em muốn rằng á, em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó, người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột. Và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn. Mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, giờ em những việc lặt chặt á hay quên lắm. Những con số nè, những hàng ẩn thức nè, nhớ cực kỳ. Đúng rồi đó, nhớ cực kỳ. Đúng rồi, ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình. Cô Trương má, cô Trương má, cái này là đảng trí đó, chứ không phải là là hay quên đâu. Có con á còn đảng trí hơn nữa nghe. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàng cái đó giùm cho vợ em đi. Thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi, chúc em hạnh phúc ha. Cảm ơn em. Xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm Miến Điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ và kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là bà xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng hòa đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, đi quay thiện nguyện. Dạ. Hay quá. Dạ. Cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp. Không, hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường là cái gì ạ? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á. Thiện nguyện, dạ, đúng nguyện. Rồi. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà này chị. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ đúng. À vậy hả? Tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi là lúc 4 giờ sáng rồi lên, cũng tới đây khoảng sớm, hơn 9 giờ chút. Dạ đó hả? Lên đây cũng sớm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ luôn. Không em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi. Rửa phèn. Đi rửa phèn. Trời ơi, dắt bà xã đi chơi. Dạ. Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị hả? Anh năm nay là 13 năm. 13 năm. Dạ rồi. 13 năm. Nhưng mà kết năm 2009. 2009. Rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ được một bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Kết hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Giang biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu. Xấu trai dữ lắm. Mà thêm ra là... vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sinh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sinh tướng, chứ lúc trước là ảnh bây giờ là ảnh như mờ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi à. Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ. Xấu dữ lắm, em nói chị đen xì à. Tại lúc đầu á là em á thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì không biết, ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại, em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Em nhìn ông nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ gì trời, mình mới không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nha, anh đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ổng mới điện,
ổng điện cái gì thì mình biết ổng là tên Hiền rồi, thì ổng nói ông tên Hiền thì biết tên Hiền rồi, mình cũng biết ổng rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen, mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ổng cứ điện thoại hoài, mình không có quen. Đó thì em thấy cái mặt ổng rồi là em không bao giờ quen, ổng xấu dữ lắm, em nói thẳng là ổng xấu dữ lắm, luôn không có quen. Em sao sao mà em gặp cô này lúc nào? Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 lúc đó là em 29 tuổi đó, thì thấy cái mình làm công tác ở trạm bến điện, thì cái trạm bến điện thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó, thấy bảo cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không? Chạy Honda, nó đi Honda. Tại chiều là bà cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp, cái mình hỏi được lần lần nó nhà nó dưới Bông Giang đó. Rồi đang coi bả chạy qua chạy lại đó, rồi xin số thì các ông anh cuối cùng không cho. Thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi nào không chịu đi. Rồi sau này không biết sao mà mình cũng nhắn tin gì đó, rồi cái thời điểm đi học ở trên thành phố là năm 2000 cuối 2008 đầu 2009. Rồi Tết á em về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông, mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì tiên mà cái bông xíu. Mà Tết á vậy là người ta bán chân Tết hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Anh nhưng mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Sinh lý vậy? Mà lì hoài, mình nói ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh lì lắm, anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi, nó hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đủ rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó hiền không? Là hiền lành không hay là... Cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy lắm. Nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết. Nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Nói chung là để phần 2 kể tật xấu. Dạ, giờ cái lần đầu tiên ảnh hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi chơi đó, là ảnh hẹn đi ca nhạc không? Ở nhà văn hóa Thốt Nốt á. Là coi ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Xong cái đi coi ca nhạc mà trong đó nó tối, nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á. Thì vô trong coi phim nó nạo ngay nha, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi, chứ mà má nó nắm tay đừng có cho gần gũi chân nha. Mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài mà họ nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong cái lần đó đi, cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nha, nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có làm sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn đó chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà ảnh chơi, vô nhà ảnh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn đó. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đất với gơm á, chị Dân nhớ không? Đất với gơm mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre đó, đặng mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị. Nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh. Chưa có vô tình yêu nữa, như cái tình là thương, mình muốn bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta, mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thể như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dương nhà nói chung cũng khá giả. Đất cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Nhà em thì con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập, tự cái gì cũng tự hết, rất là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là, cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình, dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng. Đó.
Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn. Nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa em hứa được nhưng mà hứa nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài, hứa hoài. Năm chìm bảy nổi em nói chị là bị hoài 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 luôn. Là cứ chơi xong rồi trả bể nợ, trả nợ. Đúng rồi, nợ thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn năm 2018, 2019, 19 hai chồng em phải đi ra tòa. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thì em thấy vui. À, chị nói em cái đam mê mà thành cái đam mê. Đúng, nó như là thì có đó. Một sự sắp đặt trùng hợp với chị. Cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, ảnh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống mình làm như thế nào thôi, cuộc sống là tốt. Trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong vợ, nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. À. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con. Năm sau. Một năm luôn á chị. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn. Dạ em vẫn hứa nhưng mà em không có lối thoát. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền sao đen, vay tất cả tiền trên app luôn. Tiền nóng từ này. Tiền nóng trên app điện thoại, tiên biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được có ước em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị, chứ vợ em trả đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không là chị trả đứng em trả luôn. Trả ra nhưng mà cuối cùng mình cứ trả hứa rồi thì ảnh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì ảnh mượn chạy đi cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn đó. Thì em phải tìm tòi để em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng, hãy cho ảnh, đừng có cho anh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho anh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả, không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình cái đá là nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chờ kiếm tiền đá banh. Mà đi đá gà trong trường gà có tài xỉu. Rồi trời xỉu mình sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn, hoài lẫn, cứ lẫn không có dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi con? Em kinh doanh buôn bán. Bà xã em làm bán thịt heo em đó. Lúc trước em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm cái đó. Dạ. Em vẫn làm để mà nuôi con, làm chung với nhà mình luôn. Dạ. Dạ không. Dạ đúng rồi. Tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn, tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bươn chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó, và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á. Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở, thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi giờ không còn gì rất sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Làm sao hết. Thì mà lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. 11-12 triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm 1 năm trời em trả cũng muốn hết nợ. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã, tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô mà không để bí danh gì hết, mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hậu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng, mình thấy là mình làm được cái điều tốt. Đúng rồi, mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn đó. Chị hiểu cảm xúc của em rồi, tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á là bạn cảm giác là
bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó, không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Mà cái cảm giác mà em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình thì Hiền làm được cái điều đó, là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn Hiền. Xoay 180 độ luôn. Mà em nói cho dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu em số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng là một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim á. Thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình. Nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, cái vạch đích không tuyệt vời, nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được một người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ nghe kể là em không hình dung ra một người như anh nha, vừa xấu, vừa nghèo đen, vừa ăn chơi, ăn chơi cờ bạc đen đúa, xấu là xấu đó vậy. Nói chung là xấu. Nếu như mà một tiểu thư có thể gọi chị là tiểu thư như đó đi, đẹp. Chị vẫn chấp nhận, chị bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi, đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này. Thật là anh may mắn lắm luôn. Đúng, chính xác. Thật sự là anh Hiền cảm thấy rất là may mắn khi mà được có được người vợ như thế này. Bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó, thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì ga lăng, đúng không? Anh nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ga lăng nè. Nói chung là chị cứ giận, đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời vậy là vui, tự chị vui kệ chị. Rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa? Hết chưa, rồi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vút ve chiều chuộng. Không vút ve, không năn nỉ, mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi 13 năm đi. Năm quen nó là 14 năm đi. Mình tính từ thời điểm là 13 năm đi, chưa có gì gọi là nó ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh Hiền? Khô gán khô khóc luôn. Có tặng quà, tặng không đâu. Không gì cho vợ. Không. Không có cái gì hết trơn. Em nói chị từ lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha. Không có gì luôn mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm chị mới được em á. Em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè, cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn
đi học về tặng hoa gì đó. Hoa xứ mũi gì là bà cái ngày 20 không tiểu muội 27-28 Tết đó chị. 27-28 Tết mới tặng em hai chậu. À là đó. Hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Giờ thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500.000. À. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta. Có nghĩa là gấu bông á là có thể được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn. Mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bông bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chết quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà con dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chứ. Mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền. À, bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết anh em mình đó. Nó đang ngứa ngáy chân tay rồi em. Rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm như về vợ về gia đình nó cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới 3 cái luôn. 3 tánh luôn. Đó, 3 tánh luôn đúng không? Dạ 3 luôn, 3 tật xấu đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á? Bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không? Mà có 3 chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối đặc thù công việc của em thì chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay. Mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang đó, là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim. Lúc đó là làm phim là vợ thì về tấm đồ vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm, rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Rồi ngày sau rồi đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít, nó không đủ để mà chi phí cho em để mà lo gia đình. Nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ em vui. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Đây là đang hứa nè. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó. Nhưng không cọc cằn, đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ hay nói có thể là được. Được đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái đó thay đổi được. Em thề anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính ngày xưa nha. Hở đụng cái quýnh lộn, đụng cái quýnh lộn. Với quê em coi như tuần lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó. Bèo bèo không em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bản đi tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó là như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Dạ. Kể cả Mạnh Thường Quân. Kể cả Mạnh Thường Quân mà khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện, người ta vô người ta không giúp, người ta vô bình luận nó chửi mình không. Mà bỏ. Nóng, mình đôi co lại. Không nên. Rồi Mạnh Quân nói với mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm em làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cừu lộn người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bảo không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình không à. Thôi em đừng. Những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt luôn. Em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn. Năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn. Anh chỉ nói nè. Anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, để nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và mình không cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên like, ai nói vô cái em chửi, em trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị, cái tánh nóng đó phải làm liền, và phải làm cho bằng được. Anh vẫn đọc, mà còn khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi, anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại, anh bỏ. Từ từ đó sẽ thay đổi, đó được mới tốt, mà cũng từng nói với em vậy. Phải bỏ cái đó thì được. Đó từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy, rồi nó cọc cằn nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết, chuyện tôi làm.
Tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác, suy nghĩ em nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như chị luôn. Có rất nhiều người cố tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình làm cho mình nhục cái ý chí của mình. Thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui ha. Mới gì anh phải làm vậy, anh cứ bình thường thôi. Bây giờ bớt khó chịu bằng cách là giờ nói xấu vợ đi nè, bà còn cái gì xấu không? Thật sự quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được. Còn đối với em thì vợ em bao dung quá trời. Là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo nhưng cẩn thận có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể đi. Bây giờ nhiều lúc đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba con cún. Nó về nhà cái ba thấy cái gì không gửi. La gan nhưng mà la con người vậy. La lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cái bữa bỏ tất cái gì. Như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ là khi vợ chồng thì em vì cái giờ mình là khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không? Mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói nhỏ thôi, vì khi nói em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cái cần bông bí không? Đưa cho bông bí nói. Nói gì luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái ngại giờ nha. Giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái uy tín danh dự của mình ở cho mình cho đi làm thiện nguyện, giúp thiện nguyện mình. Ngày xưa là bất cần đúng không? Đúng rồi, người ta bất cần luôn. Tôi bấy rồi bây tôi lầy nữa đúng không sao. Dạ. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại tạo hình tượng. Đúng rồi, đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ em mong muốn ba thay đổi gì sẵn em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Có nhẹ nhàng. Có nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi, cái cách nói, cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt, tại nhầm khi ảnh như là bà tiên bà buộc của ổng rồi đó. Tại vì ảnh nóng tánh quá. Ảnh nóng tánh quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa mình lẫn đồ này kia nó dồn dập nhiều chuyện. Rồi bắt buộc em phải la ảnh. Em phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ anh không chịu nghe, bắt buộc em phải lớn tiếng nói cho nó đã, anh phải nghe. Mà phải nói cho nó đã rồi thử anh có nghe không? Rồi mất hình ảnh ổng nữa. Mất hình ảnh. Thì đó nó giữ gìn cho. Ừ. Mà thôi thì hôm nay em xả thì thôi chắc để em sửa thì sửa đi, hoàn hảo hơn chút xíu. Làm bà tiên luôn. Dạ. Làm bà tiên luôn. Rồi bây giờ hôm nay em có muốn có một cái điều gì á mà em muốn sửa chữa liền á đối với vợ em không? Dạ có. Sự ngọt ngào, sự say đắm, sự ấm áp của người đàn ông, của một người chồng dành cho vợ không? Dạ có. Vậy hả? Làm đi. Dạ. Nay thì chị cũng biết rồi, em thì đó giờ không có lãng mạn. Wow. Cái thứ hai nữa là trời ơi, em có một cái nỗi buồn, đó là cái nhẫn cưới của em mà em còn cầm đi bán luôn. Cặp nhẫn cưới mà em đi cầm luôn á chị. Cả cặp luôn. Cả cặp luôn, em giấu em đi cầm để lấy tiền luôn. Để em đi trả nợ. Chỉ là cầm thôi đúng không anh? Cầm mà bỏ luôn, đâu có tiền chuột. Cầm mà bỏ không có tiền chuột. Em tưởng đâu anh chuột nó về nó nằm. Không, cái này em mới mua nay là em mua một cặp nhẫn cưới. À sẵn nay như làm cầu hôn mà xài em lại. Được không chị? Có được, nhưng mà phải có hoa chứ. Đây đó. Bởi vậy à, thấy không? Không tặng thì thôi nha, tặng một lần là cho em té xỉu luôn. Em té xỉu luôn á chị. Rồi em đặt chị qua đây. Trời ơi, em nay em không ngờ nó xúc động quá. Không biết gì luôn đúng không chị? Bữa nay là chị dành thánh khấu cho em nha. Chị dành cầu hôn cho em, bây giờ cầu hôn cho chị. Tặng em cũng nhắn em cầu hôn lại đó chị, cho vợ em cũng vui ha. Đây, đây thì cặp luôn, hai chồng em luôn hả? Dạ, hai chồng em luôn chị. Đây là em bù đắp lại cái phần nào ngày xưa giờ em nhìn để cho bà xã. Vợ say đắm đi, nói lời ngọt ngào còn em đeo luôn đi cưng cho nó. Tặng em đeo đi cho anh đi. Hạnh phúc gì bằng nữa. Bởi vì hạnh phúc là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Là yêu thương đó, em thấy. Và hạnh phúc là sự bao dung nữa. Đúng rồi, hạnh phúc là chọn lựa. Rồi ha. Bây giờ là thật sự hôm nay là bà xã rất là vui. Cho hôn bà xã anh đi. Đúng rồi. Vậy thì cái chương trình của vợ chồng son thì em cũng cảm ơn ông xã. Năm nay thì bé Bảo Châu con của mình nó cũng 12 tuổi rồi. Thì thời gian của mình đến nhau cũng là 14 năm. Thì đầu tiên thì cha mẹ cũng không có tự tin gì, vợ chồng của mình cũng luôn phản đối. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng mình cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Thì con cũng xin thưa với ba mẹ là cảm ơn ông xã. Trời ơi, chị say sẩm luôn á, thì thấy chị xúc động mà muốn say sẩm luôn á. Nghĩ hai bác ở nhà cũng sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ cảm nhận là con của mình đủ tin giao cho một người đàn ông này rồi. Không cần phải lo lắng nữa. Thì chị cũng thay mặt chương trình Vợ Chồng Son với lại toàn bộ ekip là chúc tụi em sẽ hạnh phúc thiệt là bền lâu. Những cái gì mà tụi em đang làm á, thì tụi em sẽ vẫn làm hạnh phúc với cái điều mình đang làm. Và sẽ rất nhiều người ủng hộ cái công việc của tụi em. Rồi còn điều nữa, có khi nào mà một bữa nay xong cái cuối năm cái báo tin có tin vui nữa không? Con trai nữa. Dạ không được chị. Dạ không được. Bây giờ thời gian tụi em cũng đã lớn mà, bây giờ nếu mà mình sanh nở nữa không đi làm thiện nguyện được tội nghiệp người ta. Nhưng mà đâu có biết được. Không có, cái đâu đó là trời tính. Anh. Mình tính không bằng trời tính. Em cũng sắp xếp hết trơn rồi chị. Dân bây giờ cũng như là chồng em ngày hôm nay là đến với em tất cả trọn vẹn.
tài của em còn lại em sẽ hiến thân cho thiện nguyện hết. Em đi chia sẻ tới hoàn cảnh khó khăn, dù cực khổ cỡ nào vợ chồng em cũng gắng nói tiếp con đường còn lại. Nếu còn sức khỏe thì sẽ đi hoài. Cảm ơn tụi em nhiều. Con cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cảm ơn với những cái tấm lòng thiện nguyện của anh chị như vậy. Cái kênh của em là gì? Em kêu gọi mọi người subscribe kênh của kênh em. Kênh YouTube là Đức Hiền Cần Thơ, kênh thiện nguyện chia sẻ yêu thương. Mong được quý cô bác anh chị ủng hộ đồng hành với vợ chồng Đức Hiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ.